Hello, xin chào các bạn. Mình là Phù Sầu Sa đây. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho bài đầu tiên trong cái chương trình Embedded Linux. Bài này là lập trình ở trên Linux. Thì trong cái slide này ấy, thì mình sẽ giới thiệu với cả các bạn những cái gọi là những cái kỹ thuật đơn giản nhất để các bạn có thể lập trình này. Các bạn có thể debug được các cái chương trình C ở trên hệ hành Linux chị ạ. Nó khá là khác biệt. Chẳng hạn như ngày xưa các bạn mà lập trình vi điều khiển trên Windows chẳng hạn thì các bạn có sẵn các cái tool nó có giao diện đấy để mà các bạn code và bạn debug. Thì tuy nhiên là khi bạn lập trình ở trên Linux thì phần nhiều là nó sẽ sử dụng hệ thống command line, nó sẽ có nhiều các cái bỡ ngỡ đối với cả người mới. Thì trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách các bạn lập trình mà trong chế độ command line nó như nào. Rồi. Thôi cái phần ưu nhược điểm của hệ điều hành của em Linux thì chúng ta thôi nhé, bỏ qua. Không giới thiệu nữa. Đó. Chúng ta đến cái phần kiến thức đầu tiên. Đấy là các cái command line cơ bản. Thế thì khác với cả Windows ấy thì hệ điều hành Linux nó được thiết kế phù hợp cho cái việc thao tác trên command line. Cái hệ thống UI trên thằng Linux này nó không được mượt lắm đâu, dùng cảm giác nó không không mượt. Kể cả là các bạn có cài máy thật bằng Ubuntu ấy, dùng nó cũng không được mượt mà như là Windows. Mà chưa kể là các cái button nó thiết kế, các chương trình mà nó thiết kế nó cũng không, cái hệ thống UI dùng nó không tiện. Đây là hạng các cảm giác là các cái nút này, dấu trừ, dấu nhân này nó thiết kế rất là bé, khó thao tác. Tuy nhiên ý, thì cái việc mà thao tác ở trên command line nó lại tiện. Nick nó mạnh ở command line của nó mạnh hơn. Thao tác ở trên command line thì nó sẽ rất là tiện. Đây, chẳng hạn như là mình dùng Mobile Term nhé, mình SSH vào máy Linux. Cái cách mà dùng cài đặt Mobile Term rồi là setup SSH để có thể dùng Mobile Term mà remote vào vào máy Linux qua SSH ấy, thì mình đã giới thiệu ở cái video trước rồi. Đấy. Thì trong cái này mình sẽ thao tác với cả hệ điều hành Ubuntu qua qua SSH qua command line. Thì Linux nó có rất là nhiều command line, có đến hàng trăm hàng nghìn các cái command line khác nhau. Đấy, ví dụ như là tạo folder mới này, hay là đọc nội dung của một file này, hay là di chuyển giữa các cái folder này, bật tắt mạng, vân vân, thì đều có command line hết. Thì bản chất của các cái command line ấy, nó chỉ là các cái chương trình nằm trong thư mục mục bin hoặc là thư mục sbin. Đây này. Chẳng hạn như trong thư mục bin chẳng hạn. Đấy, nó có các cái command line, bạn thấy rất là nhiều. Ví dụ như là mình gõ câu lệnh cd nhé, mình có câu lệnh ls chẳng hạn, được chưa? Là liệt kê các cái file trong một cái folder, thì cái thằng ls này nó sẽ chính là cái file bin ls. Trong trong thư mục bin nó có một cái chương trình là chương trình ls, thì khi mình gõ ls chẳng hạn nó sẽ chạy cái chương trình là bin ls này, được chưa? Đấy. Thì chúng ta lưu ý là tất cả các cái thao tác nhá, bất cứ một cái công việc nào ấy, thì đều có các cái command line hỗ trợ, được chưa? Và chúng ta sẽ không cần phải nhớ hết các command line đâu, chủ yếu là các bạn biết cách tra cứu thôi, biết cách tra cứu các cái command line đấy. Ví dụ nhá, bây giờ chẳng hạn như là mình muốn tạo ra một cái một mình muốn tạo ra một folder đấy chẳng hạn, được chưa? Thì mình sẽ search nhá, search chẳng hạn như là command to create new folder in Linux. Đó. Search trên mạng được chưa ạ? Thì họ sẽ bảo là đây này đây. Các bạn muốn tạo một folder thì các bạn dùng câu lệnh là mkdir được chưa ạ? À. Như vậy để biết được là một cái câu lệnh mkdir là sẽ dùng để tạo ra một cái folder ở trên thằng Linux được chưa ạ? Đây. Mkdir chào các bạn. Đó. Thì lúc này mình tạo ra một cái folder là chào các bạn rồi. Đấy.
Tuy nhiên thì thường thường nếu mà các bạn search ở trên mạng các cái tutorial về một cái command line ấy, thì thường nó rất là sơ sài, chỉ giới thiệu một số các cái cách dùng cơ bản thôi. Đấy. Còn nếu các bạn muốn biết gọi là tất cả các cái option của một cái command line ấy, thì các bạn search cái keyword này nhá, các bạn search cái câu lệnh này, chẳng hạn như mkdir này, search tiếp này, linux này, man page, được chưa ạ? Thì nó sẽ ra một cái trang man page là một cái trang chủ của hệ điều hành linux, được chưa ạ? Nó sẽ giới thiệu cho các bạn cái câu lệnh đấy và các option đi theo. Đây chẳng hạn như mkdir -m thì làm gì này, mkdir -p thì làm gì này, rất là nhiều option. Thì cái trang này nó mới đầy đủ hết các câu lệnh, được chưa ạ? Đủ hết các option của một câu lệnh. Thì tóm lại thì chúng ta biết là trên Linux thì chúng ta nên dùng command line để thao tác, và chúng ta biết cách là tra cứu các command line để phục vụ công việc của chúng ta. Cài đặt phần mềm thì nếu như ở trên Windows ấy, thì chúng ta chẳng hạn chúng ta sẽ tải các cái file exe của các cái chương trình về chúng ta cài, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta muốn gỡ bỏ chúng ta sẽ vào là vào uninstall và control panel và uninstall program sẽ list up các cái chương trình mà đang cài đặt trên máy tính, đúng không ạ? Muốn cài chương trình nào thì các gỡ đi, gỡ đi. Trên Linux thì nó lại không được tiện như thế, không được tiện như thế lắm. Chúng ta sẽ cài đặt và gỡ phần mềm thông qua một cái chương trình là apt. Đây nó có một cái câu lệnh là câu lệnh apt đây. APT là một cái command line dùng để quản lý tất cả các cái chương trình, gọi là quản lý, gọi là chương trình, nó là cái thằng command line để quản lý các cái gói phần mềm cho hệ điều hành Linux, bao gồm là nó cho phép bạn quản lý tất cả các cái chương trình mà đang cài trên máy người dùng, hoặc là bạn muốn cài thêm một cái chương trình mới về, được chưa? Thì khác với cả cái việc mà cài đặt phần mềm ở trên Windows, nó bạn phải tải cái file phần mềm về và bạn cài, thì thằng APT của Linux này này nó có một cái danh sách các cái server. Trên cái server đấy lưu trữ tất cả các cái phần mềm cần thiết rồi. Đấy, thì bạn dùng APT này bạn chỉ cần gõ yêu cầu nó cài, nó sẽ tự tải trên server về và nó sẽ cài. Được chưa ạ? Chứ bạn không cần phải download bằng tay về nữa, nó sẽ tự tải trên server về. Bây giờ ví dụ nhá. Mình muốn cài phần mềm Vim. Vim là cái chương trình mà để gọi là text editor ấy, thì là cho phép chúng ta chỉnh sửa dữ liệu dạng văn bản, được chưa? Thì mình sẽ cài như sau này: sudo này, apt này, install vim đó, gõ password, được chưa? Đó, thì nó sẽ tải cái chương trình vim này về, được chưa? Và apt nó sẽ check là cái chương trình vim đang cài trên máy của mình ấy nó đã là bản latest hay chưa. Nếu mà chưa latest thì nó sẽ cài mới Vim về. Nếu mà nó latest rồi thì nó sẽ không cài nữa, nó báo đây này. Cái file của mình đã là newest version rồi, nó không làm gì cả, được chưa? Ngoài ra ngoài cái chuyện APT hỗ trợ các bạn cài chương trình về nhá, nó còn hỗ trợ các bạn là uninstall các chương trình bạn đã cài trên máy. APT command to uninstall package đây. Thì khi mà các bạn mà muốn remove các cái chương trình ấy, thì APT nó có option là option remove đây. Đây APT này, remove tên package đây nhá, ví dụ nhá. Mình muốn remove thằng Vim đi nhá, mình sẽ gõ này sudo APT này, remove này, Vim. Đó thì nó sẽ gỡ thằng Vim đi. Được chưa ạ? Theo mình đánh giá thì cái thằng cái việc mà cài phần mềm này, rồi là cái việc gỡ phần mềm, quản lý phần mềm của thằng APT này ấy, nó mạnh hơn là thằng uninstall của Windows, mạnh hơn đấy. Bây giờ chương trình của Vim của mình đã gỡ bỏ rồi nha, mình gõ Vim thì nó sẽ không không chạy được. Đấy. Command Vim not found, được chưa? Mình cài lại nhá, sudo apt install Vim. Nhưng mà APT này nó có một cái nhược điểm là bạn muốn cài mới chương trình thì bạn phải có mạng, bạn phải có mạng thì mới cài được. Được chưa ạ? Rồi chúng ta đi đến
Phần tiếp theo, các cái kỹ thuật cơ bản khi lập trình ở trên Linux, phải chưa? Ở trên Windows ấy thì nó có các cái nó gọi là các cái IDE, nó hỗ trợ luôn là các bạn soạn thảo code ở trên đấy này, và các bạn build chương trình luôn, build và debug chương trình luôn trên cùng một cái đấy. Lấy ví dụ như là một cái IDE rất là nổi tiếng của Microsoft là Visual Studio, được chưa? Hỗ trợ các bạn code này, các bạn build này, các bạn debug này, rất là tiện luôn. Đó. Trên thằng Ubuntu ấy thì thằng Linux ấy thì nó không có được các cái IDE xịn như thế, nó cũng có các cái IDE có thể build và debug được, nhưng mà về về cơ bản thì nó không không được tiện lắm. Không được tiện lắm. Nhất là nếu mà về mặt lập trình driver ấy thì không có một cái IDE nào cho phép các bạn debug. Nó có các IDE debug được của hãng nhưng mà đắt lắm, đắt. Mua rất là đắt, thường thường nếu mà các bạn làm ở ngoài thì các bạn cũng không dùng bao giờ. Được chưa ạ? Thì tuy nhiên ấy thì nó lại hỗ trợ các bạn là các cái chương trình debug ở trên ở dạng console dùng command line, được chưa ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, lập trình ở trên Linux dùng command line như nào. Rồi. Đầu tiên là mình đi vào folder work nhé. CD training đi. Mình CD vào CD đây, unit 1 nhé, đi vào unit 1 đi. Rồi. Bây giờ mình mở thằng Hello World đi, mình tạo một folder mới nhé. Hello. Mình đi vào cái folder mới đấy. Rồi. Mình sẽ code bằng Vim nhé. Code bằng Vim này mình sẽ gõ này, Vim. Đấy. Vim Hello. Hello.c. Nó sẽ ra một cái cửa sổ của thằng Vim này, đây cái cửa sổ này của thằng Vim để cho các bạn code ở trên chế độ console, chế độ command line. Các bạn lưu ý đôi khi là các bạn vừa cài Ubuntu xong ấy mà các bạn dùng Vim ấy thì nó sẽ bị lỗi bàn phím ấy, tức là chẳng hạn như bạn ấn dấu rồi backscape, backspace để xóa ấy, thì nó sẽ thành cái chữ C. Các bạn lưu ý. Thì trong trường hợp mà các bạn bị lỗi bàn phím của Vim ấy thì bạn chỉ cần cài lại Vim thôi là được. Cài lại Vim thì thằng apt nó sẽ cài lại cái bản Vim mới nhất cho các bạn. Bạn sudo apt update xong rồi bạn cài lại Vim, được chưa? Thì Vim nó sẽ có cơ bản nó sẽ có hai mode. Ở cái mode này này. Ở cái mode này ấy, nó đang bình thường, không có cái gì đặc biệt ở phía dưới cùng này. Thì tức là bạn đang ở ở mode command line. Ở mode command line tức là gì nào? Ví dụ như kiểu mình dùng thằng Word này chẳng hạn, mình gõ chữ nhá. Thằng Word này mình gõ chữ ấy, thì nó có các cái nút, các cái button cho mình gọi là setting các cái mode, chẳng hạn như là cỡ chữ này, rồi là phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, đúng không ạ? Thằng Vim này thì nó không có, vì nó là dạng console này, nó không có các cái button để cho phép người dùng setting các cái mode chạy cho nó, được chưa? Thành ra là để mà setting mode chạy cho nó ấy, thì nó có gọi là để setting các chức năng cho nó ấy, thì nó chia thành hai mode, một cái mode này này, cái mode hiện tại của mình gọi là cái mode setting chức năng. Trong cái mode setting chức năng này ấy, thì mình có thể là mình setting được các chức năng, ví dụ như là mình sẽ tắt cái hiển thị line number đây đi nhá. Đây nó đang hiển thị line number là số 1 này. Mình tắt nó đi bằng cách là mình unset number. How to unset line number in Vim, mình không nhớ chính xác lắm. Set number, set no number. Đây. Mình gọi lại lại nhé, set no number đó. Thì khi mà mình set no number này rồi, thằng Vim nó sẽ không hiện cái số dòng ở bên cột bên trái nữa, được chưa? Tuy nhiên là trong cái mode này thì bạn không thể gọi chữ được, bạn sẽ không thể gọi chữ được. Để mà gọi chữ ấy, thì bạn ấn cái phím y nhỏ, y ngắn ở trên bàn phím. Bạn nhìn nhá, bạn nhìn để ý cái mode ở trên thằng này Vim rồi nhá. Ở đây là cái mode setting này, ấn phím y ngắn này. Khi mà mình ấn phím ngắn ấy, nó sẽ có ở mode chuyển mode này thành mode insert, đấy không ạ? Nó chuyển sang cái mode insert. Thì trong cái mode insert này bạn bắt đầu gõ được chữ. Đấy. Mình copy chương trình nhé, đơn giản. Include.
stdio.h void main. Printf. Rồi, mình code xong này. Code xong mình muốn xếp lại nhá. Mình muốn xếp lại này thì mình ấn SC. SC nó sẽ chuyển mode từ insert sang cái mode setting như lúc trước ấy. Đó. Còn ấn phím đang ở mode setting ở phím Y nó sẽ chuyển về insert, được chưa? Đây mình ấn SC này, SC. Đó. Thì cái insert nó biến mất. Được chưa? Thì đây không có gì cả. Thì đang ở mode setting. Thì trong cái mode setting này mình muốn xếp lại, mình gõ 2.wq thì nó sẽ xếp lại, được chưa? Ví dụ như mình mở lên nhá, mình sửa linh tinh này. Mình muốn undo nhá, thì mình cũng vào cái mode comment này, mình ấn chữ U này. U. Đấy nó sẽ mất. Được chưa? Mình nó sẽ undo được. Hoặc là như này. Hoặc là mình sửa linh tinh nhá. Mình muốn thoát ra và mình không xếp lại thì mình sẽ 2.qw. Đó. Thì nó sẽ không xếp lại. Được chưa? Tóm lại thì Vim nó có hai mode, là một mode là cho phép bạn gõ command để bạn setting các cái chức năng cho Vim. Cái mode thứ hai là mode insert thì cho phép bạn gõ chữ ở trên đấy, được chưa? Thì bạn phải thuần thục là chuyển đổi qua lại giữa hai cái mode này để lập trình ở trên command line, được chưa? Rồi. Bây giờ mình build chương trình nhá. Mình code xong rồi, giờ mình build chương trình. Khác với cả Visual Studio là bạn code xong bạn ấn một cái nút đúng không ạ? Nó sẽ build luôn. Còn trên này thì nó không thế. Nó lằng nhằng hơn. Thì để build chương trình ấy, bạn sẽ dùng một cái command là command gcc. Gcc là compiler, nó sẽ build chương trình cho các bạn, được chưa? Thế nên bạn mà muốn xem chi tiết về về thằng gcc này thì bạn click vào cái link này, nó sẽ mở lên, được chưa? Đây nha, mình sẽ dùng gcc này. Gcc đó. Trừ ô. Trừ ô thì là cái option mà để các bạn chỉ định là cái tên của cái file mà cái file mạo máy được build ra từ chương trình C như nào. Ví dụ mình đặt tên của nó là xin chào. Đấy, mình sẽ đặt build ra một chương trình tên là xin chào. Build từ cái từ file code nào đúng không ạ? Mình tap một cái đấy. Thế là như này nhá, bạn nhìn câu lệnh này, gcc trừ o này, xin chào này, hello.c. Có nghĩa là mình bảo thằng gcc này là hãy build cho tôi một cái chương trình tên là xin chào. Chương trình đấy thì khi mà build nó sẽ build từ cái file code C này, là cái file hello.c. Được chưa ạ? Mình enter. Đó. Thế này một cái chương trình build, nếu build thành công ấy thì cái chương trình xin chào nó sẽ được hiển thị ở đây. Bây giờ mình muốn chạy nhá, chạy thì mình ấn này. Chấm suộc xin chào. Đó. Thì nó chạy chương trình này, nó in ra lốc là xin chào các bạn. Được chưa ạ? Đó thì là cái lốc đấy. Nó đi tiếp nhé. Nếu như mà cái việc chẳng hạn như là cái việc của bạn là viết chương trình nhá, sau mỗi lần viết xong là bạn phải ngồi bạn gõ lại cái câu lệnh gcc trừ ô xin chào hello này để build chương trình đúng không ạ? Bạn thấy nó mất thời gian. Hoặc là có thể là cái chương trình xin chào này nó không chỉ được build bởi một cái file code C là file hello.c, mà có thể nó được build từ 10 file .c chẳng hạn, 10 file C. Thì cái việc là mỗi lần bạn sửa xong bạn phải gõ lại cả cái câu lệnh này để bạn build ấy thì nó rất mất thời gian. Thì trên Linux ấy nó có một cái cơ chế là cho phép các bạn là lưu lại các cái command line và một cái file text ấy và chạy cái file text đấy, được chưa ạ? Thì bạn đã phải gõ lại nữa. Thì cái cơ chế đấy nó gọi là cơ chế là shell script. Đây ạ, shell script. Bây giờ mình sẽ viết ra một cái shell script nhá để mình tự động hóa cái việc là mình build chương trình nhá. Mình sẽ viết ra một cái thằng, bây giờ mình xóa cái thằng xin chào đi nhé, mình xóa đi. Rồi mà mình không xóa nó, mình sẽ viết vào cái shell script và tự động xóa nó luôn. Mình sẽ viết nhé, v này build.sh. Mình sẽ tra cứu trên mạng nhé, hello world shell script. Đây, để viết ra một cái shell script thì bạn đầu tiên ở cái đầu của cái file đấy bạn phải đẩy cái dòng này vào để chỉ định là cái trình thông dịch là chương trình nào. Rồi
Đầu tiên này, trước khi build thì mình sẽ xóa cái chương trình xin chào đi, xóa cái file binary đi và mình build nhá, gcc này. Rồi, kiểm tra thời gian đã nhé. Bây giờ đang là 8 giờ 53 phút nói chuyện. Các bạn nhìn này, cái file xin chào này nó được tạo ra lúc 8 giờ 50 phút. Bây giờ mình chạy lại cái thằng build.sh nhé. Cái thằng build.sh bạn nhìn nó đang là màu trắng, tức là đây này, cái quyền chạy nó chưa có. Nếu mà các cái file xin chào nó có cái quyền x này, là nó có quyền chạy. Đấy, cái thằng build.sh này nó chưa chạy được. Bây giờ mình chạy thử nhé. Build.sh. Đó. Thì không chạy được. Không chạy được các bạn ạ. Muốn chạy được thì bạn phải cấp quyền chạy cho nó, chmod cộng x build.sh. Đó. Bạn lấy SQL thấy nó bây giờ nó có màu xanh này. Này nó có quyền x, quyền thực thi, x là quyền thực thi. Mình chạy này. Build.sh. Lấy SQL thì lúc này xin chào được đã build lại. Và lúc là 8 giờ 54 phút, tức là nó xóa cả cái file xin chào cũ và build lại cái file xin chào mới được chưa ạ? Đó thì đấy là cái cách các bạn viết ra một cái shell script để tự động hóa các cái thao tác của các bạn. Rồi. Có một cái cơ chế nữa để build là dùng makefile. Thì cái việc mà build bằng shell script ấy, cả build bằng makefile thì nó khác nhau như nào ấy? Thì nó như này này. Cái thằng build nếu mà build bằng shell script ấy, thì chẳng hạn như cái gì của bạn nhá, nó có 1.000 file C chẳng hạn, thì khi mà build bằng shell script ấy, nó cũng sẽ build lại tất cả 1.000 cái file C đấy, được chưa? Dụ như các cái bộ suộc mà nó ngắn ấy, khoảng một vài mê chẳng hạn, thì các bạn build bằng shell script thì nó không phải vấn đề lắm, nó vẫn nhanh. Nhưng mà chẳng hạn như là cái bộ code Android ấy, mà nó kích thước của nó khoảng tầm 80GB code hoặc là 100GB code chẳng hạn, thì mỗi một lần build của các bạn ấy mà build lại hết tất cả 100GB code ấy, thì nó sẽ rất mất thời gian, nó có thể mất cả một ngày để mà build, được chưa? Dụ như bạn có 1GB, 100GB code nhá, như bạn chỉ sửa một file chẳng hạn, nhưng mà khi build bằng script ấy, nó sẽ build lại tất cả các cái file đấy, thì nó rất là mất thời gian. Thì họ có một cái cơ chế khác là các bạn build bằng makefile, makefile. Thì là makefile này nó cho phép là nó sẽ check được là những cái file nào là những cái file đã bị chỉnh sửa so với cả cái lần build trước. Và khi mà makefile nó chạy, nó chỉ build lại những cái file bị chỉnh sửa thôi, thì nó sẽ tăng tốc độ lên rất là nhiều. Ví dụ bây giờ nha, mình viết một cái chương trình makefile để build ra thằng build.sh này nhá. Mình thử viết một cái hello world makefile đi. Hello world makefile. Nhìn lại khá là lằng ngoằng. Đây. Mình sẽ viết vào cái makefile nhá. Makefile. Và mình build ra một chương trình makefile này. Thì về cơ bản ấy thì makefile nó có một cái nó gọi là target. Target là cái này này. Đó. Và về chi tiết thì các bạn search nhé. Mình cũng trong bài này thì do cái thời lượng của chương trình mình cũng không giới thiệu chi tiết quá về makefile. Nhưng mà tóm lại sẽ có một cái target như này. Cái target này nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng file là hello.c này, được chưa ạ?
Thế mình nên mình sửa lại như này cho chắc. Xin được chưa? Thì mỗi khi mà back ấy, nó sẽ check cái thời gian chỉnh sửa của cái file hello.c với cả cái thời gian chỉnh sửa của file xin chào. Nếu như là mà thời gian chỉnh sửa của cái file hello.c này ấy, mà trước thời điểm của thằng xin chào được build ra, nó sẽ không build lại nữa. Đây nhá. Đây, mình sẽ build nhá, mình dùng make để mình make này, mình gõ make này. Gõ make thì nó sẽ build bằng cái make file này. Để có thể là máy của các bạn mà chưa cài cái command make này thì sẽ gõ không được, bạn phải dùng là sudo apt install make để cài thằng make này, được chưa? Của mình thì mình có rồi, mình sẽ gõ make. Thì thằng make này nó khi mà chạy nó sẽ đi vào, nó đọc cái thằng file make file này để đọc nội dung, và nó sẽ build chương trình theo cái nội dung ở trong file make file này quy định. Mình gõ make nhé. Đó. Rồi, như vậy là cái file xin chào được build ra này. Đó, thì cái file xin chào được build ra 8:59. Được chưa? Bây giờ đợi đến 8:60 nhé. Đợi một chút các bạn ạ. Đấy, 8:60. Rồi. Bây giờ mình không chỉnh sửa gì cái file hello.c này nhé, mà mình make lại. Đó, thì nó báo là cái xin chào này đã up to date rồi, không cần phải make lại nữa. Được chưa? Kiểm tra lại thì cái file xin chào vẫn là cái file cũ, không hề được tạo mới ra, được chưa? Như vậy là thằng make này nó đã kiểm tra được là cái file hello.c này không hề có sự chỉnh sửa, dẫn đến nó sẽ không make lại nữa. Thế là make file. Rồi, chúng ta sẽ điền cái phần cuối của bài ngày hôm nay là các cái kỹ thuật debug source code, tìm kiếm source code, được chưa? Thì về cơ bản là đến thời điểm này là các bạn đã biết cách là code một chương trình, đúng không ạ? Và debug và build chương trình đấy, build và chạy thử, đúng không ạ? Nếu mà các bạn mà cài MobileTerm ấy và bạn connect được vào máy qua SSH ấy, thì có một cái cách nữa các bạn. Như này. Đây nhá. Có một cách nữa các bạn có thể code được ở trên Windows. Đấy là bạn click vào cái icon là follow terminal folder, được chưa ạ? Thì nó sẽ đi vào cái folder hiện tại này. Đó, và nhìn ở trên bạn phải ấn vào cái thằng SFTP này nhá, SFTP này để mới được. Đây này nhá. Ở trên thằng MobileTerm nhá, bạn ấn vào cái button là SFTP, được chưa ạ? Ấn vào follow terminal folder, được chưa ạ? Thì nó sẽ hiển thị ra một cái cột các cái file, chính là các cái file hiện tại trong cái folder này, folder hello này, được chưa ạ? Mình mở nhá, mình mở cái file C này, ấn vào file C một cái này, nhấn vào file open with, được chưa ạ? Bạn sẽ sinh cái chương trình nào bạn dùng để mở. Chẳng hạn như mình thì mình sẽ dùng thằng Notepad để mình mở, được chưa ạ? Thì bây giờ mình có thể code ở trên Windows được. Mình có thể code ở trên Windows. Mình là Phú Xấu Xa, được chưa? Code xong thì mình ấn save, được chưa? Thì nếu mà các bạn mà code trên Windows thì nó sẽ tiện hơn, nhanh hơn, năng suất hơn, được chưa? Kể cả như mình làm lập trình lâu rồi mình vẫn thế thôi, thế là mình vẫn dùng các cái chương trình ở trên Windows để mình code là chính, nó nhanh hơn, nó trực quan hơn. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy thì mình vẫn sử dụng Vim thành thạo, được chưa? Tại vì rất là có nhiều trường hợp là phải dùng Vim mới được. Thì ví dụ như là các bạn đi vào trong các cái con bot nó không hỗ trợ giao diện chẳng hạn, thì cũng không có cách nào khác ngoài Vim. Mình build lại nhá. Make. Được chưa? Chạy lại xin chào nhá. Đó. Và thì cái cách mà các bạn có thể là code ở trên Windows và build trên Linux được. Có một cái cách nữa nâng cao hơn một chút ý, đấy là các bạn có thể share một cái folder. Mình thì chưa setting share sao nó vẫn lỗi. Có thể share được một cái folder từ Ubuntu sang Windows cũng được.
Rồi, đi tiếp đến cái phần các kỹ thuật tìm kiếm và debug source code, đúng không ạ? Code thì sẽ phải có bug, đúng không ạ? Và khi có bug thì chúng ta cần phải debug. Đấy. Cái cách đơn giản nhất để debug là các bạn in log ra, đúng không ạ? Dùng hàm printf để in giá trị của các cái biến. Nhưng mà chung là cái cách này nó khá là mất công. Khá là mất công và nó không tiện lắm. Thì chúng ta sẽ dùng một cái thằng xịn hơn, chuyên nghiệp hơn, đấy là cái thằng GDB debugger để debug. Rồi, ví dụ nhá. Mình sẽ có một cái biến int i bằng 5 này. Có một cái biến sum nhá. Mình có vòng lặp for này. Y bằng 0, y nhỏ hơn 100, y cộng cộng. Y nhỏ hơn 10 thôi. Printf. Mỗi lần lặp thì mình sẽ có là sum bằng sum cộng y. Được chưa? Và mình printf ra. Mình sẽ, khi mà chạy xong vòng lặp này rồi, mình sẽ printf giá trị của sum d. Rồi mình xếp chương trình này lại được chưa? Bây giờ mình muốn debug nhá, mình muốn debug là mình sẽ xem trạng thái của biến sum ở mỗi một vòng lặp y nó là bằng bao nhiêu nhá. Mỗi một lần vòng lặp y mình sẽ xem trạng thái của biến sum một lần. Thì làm thế nào? Mình build chương trình nhá. GCC này. Thì khi mà build chương trình ấy thì mình sẽ thêm một option nữa là option trừ g. Muốn debug được ấy, muốn dùng được GDB debugger ấy, thì bạn khi build chương trình ấy bạn phải build thêm, phải thêm option trừ g. Thì cái option trừ g này ấy, nó sẽ chèn thêm các cái ký tự gọi là các cái symbol vào trong cái file mã máy. Bình thường nhá, cái file mã máy của nó ấy, thì nó sẽ như này. Nó chỉ có mã máy thôi. Được chưa ạ? Đấy. Thì muốn debug được ấy nó phải chèn thêm các cái symbol là các cái file, các cái text này này. Các cái file text này này vào trong cái file mã máy đấy. Thế nên mình sẽ build nhá. Bằng option trừ g này, gcc. Gcc trừ g. Được chưa ạ? Đó. Thì nó sẽ ra một cái file file xin chào mới. Được chưa ạ? Cái file xin chào này bằng obj dump trừ d trừ s xin chào chấm obj. Đây nha, mình sẽ cho mọi người xem cái mã máy của nó này. Cái mã máy ở dạng debug nhé. Đó, cái mã máy ở dạng debug này. Hàm main đi. Đây này, ở đây nó chèn cả cái code C vào trong cái file mã máy rồi này, void main này. Đó. Printf này, in sum in i, nó chèn lẫn code C vào mã máy thì các cái này nó gọi là các cái symbol. Rồi, bây giờ mình debug nhá. Debug thì như này. Bạn sẽ chạy gdb cách file name. Cái file bạn muốn debug. Gdb này. Xin chào. Được chưa? Enter. Thì bây giờ nó sẽ đi vào trong cái cửa sổ debug. Đây, các bạn thấy cái con trỏ nó đang là GDB, được chưa ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ set breakpoint nhé. Mình sẽ đặt breakpoint ở dòng 10 nhé. Thì muốn đặt được breakpoint ấy, bạn trong cửa sổ của GDB ấy, bạn gõ B cách cái line number bạn muốn đặt breakpoint vào. Bạn đặt được nhiều cái cũng được, thì bạn cứ B cách line number, xong bạn lại B cách line number tiếp theo. Đây, mình sẽ đặt một dòng thôi nhé. B này, cách 10. Đó. Thì nó đây bạn thấy này, nó bảo nó breakpoint này đặt ở cái file hello.c ở dòng số 10, được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình run chương trình nhá. Để cho nó bắt đầu chạy để mình debug thì mình sẽ gõ run.
được chưa? Đó thì nó dừng lại cái dòng số 10 này rồi, được chưa? Bây giờ mình muốn xem giá trị của biến biến sum nhé. Mình dùng hàm print sum, đó thì sum bằng bằng 0. Mình muốn xem giá trị của biến y nhé, print y bằng 0, được chưa? Mình chạy tiếp nhé, mình chạy tiếp này, run tiếp. Mình in lại biến y đi, mình quýt ạ, hình như mình bị nhầm cái gì đấy. Rồi đây b này, b cách 10. Mình muốn chạy một câu lệnh này, chạy qua một câu lệnh, mình sẽ continue đi. À, mình chưa run, mình run đã. Rồi run này, print lại nhá, print lại sum sum là bằng 0 đúng không ạ? Mình continue này để cho nó chạy tiếp vào vòng lặp, continue nó sẽ chạy tiếp để nó gặp cái lần breakpoint thứ hai. Mình sẽ in lại biến sum, print y, mình continue tiếp nhá. Bây giờ y bằng 1 nhưng mà vì nó dừng ở cái breakpoint này nên nó vẫn chưa cộng sum đúng không ạ? Chưa cộng sum, sum vẫn đang là sum cũ. Mình continue tiếp, mình print lại. Hôm nay y đang bằng 2 này, còn sum thì đang bằng 1 đúng không ạ? Đó thì đây là các bạn đang debug bằng GDB ở trên command line đúng không? Rồi, quit ra nhé. Thì về cơ bản là cái khả năng debug của GDB này nó mạnh hơn debug bằng IDE, mạnh hơn. Bản chất là tất cả các cái IDE khi mà nó debug ấy nó cũng sẽ chọn gọi qua cái thằng GDB này mà thôi, được chưa? Đấy thì debug của GDB này nó mạnh hơn bằng IDE. Nói mà nó hơi khó dùng một chút. Các bạn phải học được cái cách debug bằng GDB này ấy, tại vì về sau chúng ta khi mà chúng ta code driver ấy, được chưa? Thì nó không, các cái IDE nó không hỗ trợ các bạn debug bằng debug driver đâu. Đấy, thì lúc đấy chỉ có một thằng duy nhất là cái thằng GDB này là cho phép bạn debug được driver. Được chưa? Rồi. Chúng ta đi tiếp nhá. Đến cái phần gọi là các cái kỹ thuật tìm kiếm source code đúng không ạ? Tìm kiếm source code. Nếu mà các bạn code bằng IDE ấy, chẳng hạn, bạn muốn tìm xem là một cái hàm chẳng hạn như là cái hàm hàm A chẳng hạn. Nó hàm printf này đi chẳng hạn, nó được define đâu đúng không? Bạn nhấn chuột phải vào nó sẽ có một cái chỗ là go to define definition ấy. Rất là tiện đúng không? Nó sẽ đi thẳng vào cái chỗ define của cái hàm đấy, vân vân. Nó khả năng tìm kiếm code của các IDE nó mạnh. Nhưng mà trên cái chế độ command line này ấy, nếu như mà các bạn muốn tìm kiếm một cái hàm hoặc một cái dòng nào đấy đúng không ạ, thì có hai cách. Một là chúng ta dùng câu lệnh grep, ví dụ nhá. Bây giờ mình thêm một cái file chấm h đi, v hello chấm h. Mình có một cái hàm là void tính tập. Return A cộng B. Ở trong chính thì nó sẽ include cái file chấm h ở trên kia vàng. Sum ở đây thì sẽ bằng tính tổng đúng không ạ? Đó, họ là cái hàm tính tổng này. Chúng ta lưu lại chương trình. Rồi bây giờ chúng ta trong cái chương trình này đúng không, ta muốn xem là cái hàm tính tổng này define ở đâu đúng không ạ? Dùng câu lệnh grep nhé, grep trừ nrwi cách cái đoạn text chúng ta muốn tìm. Thằng grep này nó là cái command line cho phép bạn tìm ra một cái đoạn text ở trong một cái folder, được chưa ạ? Enter. Thì
Thế là trong cái folder chúng ta có hai chỗ chúng ta có đoạn text tính tổng, một là trong cái file là hello.h dòng số 1 thì có cái dòng tính tổng này, có đoạn chữ tính tổng này, hoặc là trong hello.c đúng không ạ? Là cũng có cái đoạn text tính tổng này. Grep thì nó chỉ đơn giản là nó sẽ không phân biệt là hàm hay là biến hay là gì đâu. Mà khi mà nó tìm nó sẽ chỉ tìm các đoạn text trùng thôi, được chưa? Đó, thì đấy là cách tìm grep bằng grep, được chưa? Ngoài ra thì có một cái cách xịn hơn là các bạn dùng cscope. Cscope thì nó sẽ cho phép các bạn là nó sẽ parser, cscope nó sẽ parser cái code C của các bạn, đúng không ạ? Và khi mà nó tìm nó sẽ phân biệt được là đâu là text, đâu là tên hàm, đâu là tên biến nhé. Bạn dùng câu lệnh là cscope trừ r, bạn enter một cái, được chưa? Thì cscope nó sẽ parser tất cả các cái chương trình C hoặc là C cộng ở trong cái folder hiện tại, được chưa? Đây là nó có các cái option này, file C symbol này, global definition này, ví dụ nhá, mình muốn tìm cái chỗ definition của hàm tính tổng nhá, được chưa? Rồi mình enter đó thì nó ra được luôn cái chỗ mà define hàm tính tổng đấy, rất là tiện, đúng không ạ? Hoặc là mình muốn tìm xem là cái hàm tính tổng này được gọi ở đâu nhé, thì mình sẽ đây file function calling this function, được chưa ạ? Đó thì nó thấy này, ở nó bảo là ở cái hàm main ấy đang gọi ra cái hàm tính tổng, được chưa ạ? Rất là tiện. Rồi mình thoát ra. Đấy là cái cách các bạn dùng cscope. Ví dụ như các bạn gõ cscope mà nó không ra ấy, thì là bạn chưa cài cái thằng này, thì bạn install sudo apt cách install cscope, được chưa? Đó thì nó sẽ cài, được chưa? Nếu mà mới đầu các bạn dùng command line chưa quen thì bạn sẽ rất là khó hình dung được là cái cây thư mục ấy ở trong cái folder hiện tại của các bạn nó như thế nào, được chưa? Thì thằng Linux nó có một command line là command line tree, cũng rất là hữu dụng. Nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái cây thư mục ở trong cái folder mà bạn muốn. Ví dụ như mình muốn hiển thị cái cây thư mục ở trong folder hiện tại nhé. Đó thì đây, hiển thị ra đúng không ạ? Rất là tiện. Thì ra trong cái buổi hôm nay chúng ta thì sẽ kết thúc ở đây đúng không ạ? Tóm lại thì sau cái bài học này ấy, mình mong muốn là các bạn biết cách. Thứ nhất là các bạn biết cách dùng command line ở trên Linux. Thứ hai là các bạn biết cách là lập trình ở trên Linux, ở trong chế độ console là dùng Vim này, dùng GCC để build này, và dùng GDB để debug, được chưa? Đó. Cài phần mềm chúng ta có APT, được chưa? Đó. Đấy là những cái bài học rất là cơ bản về lập trình ở trên Linux. Ok, chào các bạn. Thank you.